Được giàu sang làm vợ của hoàng tử. Con ơi, đây là dịp ngàn năm một thuở nghe con. Nhưng mà chàng chẳng yêu con. Đó mới là điều con khổ sở. Bởi vậy con đây muốn chết cho rồi. Con chết cho mẹ coi. Chết nữa. Ta quay cái mặt mày là ta đoán ra ngay. Mẹ, hoàng tử chẳng chút tình yêu thương. Bao tháng ngày lạnh lùng gối chân, duyên con ai cảm ơn. Chỉ nghĩ đến chiếc hoàng anh mà thôi. Bao nhiêu đêm đau buồn than khóc, cho đời mình quá vô duyên. Nếu chiếc hoàng anh còn chàng nào thương con, nên con nghe lời mẹ phân. Thành cây xoan hôm nay. Ôi nghe nói như muốn đứng tìm hai kiếp chim thành xoan đào. Phải chăng tắt khi chết quen đã hiểu linh rồi gây phiền. Ơi ôi cha mẹ ơi, con ngọc áp nó trên phải rồi. Sợ quá mẹ ơi. Thôi đừng có sợ, để đó, để đó rồi mẹ tính cho. Gì vậy mẹ? Cắt. Dạ. Biểu. Gì? Con hãy mau đốn bỏ cây xoan rồi tìm ngay thợ mộc giỏi. Con biểu nó chẻ kẻ ra. Làm cái khung cửi để cho con dệt vải cho vui được không cơ? Phải đốn bỏ xoan đào ta mới chiếm được tình chàng trọn vẹn. Phải đốn xoan đào, đốn